Mình xin chào các bạn một buổi sáng bình yên. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ từ vựng tiếng Quảng Đông cho các bạn. Tàn hay, nhưng mà, chạp quan, thói quen, hữu già xín phanh cao, ngủ rất khuya mới ngủ, hữu già xín phanh cao, ngọ say co, tôi còn nhỏ, cỏ chảnh lúc đó, kính sàn thường khi, dậu mạnh cảm bị dị ứng, lị dậu mụ chị có không, anh có không, lị dậu mụ bạn có không, cọt tắc cảm thấy, cùi mệt, mụ a không có, dạ không, mụ a, hỏ nằng có thể, ngọ co sánh thảy, thân thể tôi, lội mìn bên trong, dậu hũ tó có rất nhiều, tục xu độc tố, bỉ cho, xám dạch ba ngày, xám dạch dợt ba ngày thuốc, xám dạch ca khì ba ngày nghỉ, phán út khỉ về nhà, phán út khỉ xịt về nhà ăn, phán út khỉ xịt dược về nhà uống thuốc, xịt dừn ăn xong, xịt dừn dược uống thuốc xong, phúc chẩn tái khám, kỷ dạch mấy ngày, ní kỷ dạch mấy ngày này, m hỏ di xịt không được ăn, sáng sống, lạng lạnh, dẹ túng sấy là cái món gì đó, là cái gì đó, dẫm dìn dợt, uống thuốc xong, xịt dìn dợt, uống thuốc xong. Người Hồng Kông người ta thường dùng là xịt dợt, dẫm dợt cũng được, mà người ta thường nói là xịt dợt. Mình lưu ý cho các bạn thôi. Hôi là đi, tài bình đại tiện, tú cũng đều, tó tí nhiều chút, sổi nước hay là thủy, dẫm uống, tó tí sổi nhiều nước chút, phài thải ra cái gì đó, phài, tó tí nhiều chút, tục xu
độc tố. Lạy dạo mụ dạ, lạy dạo mụ dạ, chị có gì không, anh có gì không? Lạy dạo mụ dạ, sởn sởn muốn mành mành hỏi. Mụ a, mụ a, không có ạ. À, dạ không có. Mụ a cẩm cẩm thế thế thì chốt hơi chốt hơi ra ngoài. Tẳng tẳng chờ hay là để. Dợt dợt thuốc. Lõ dợt lõ dợt lấy thuốc. Ừ, gói sai ừ, gói sai cảm ơn nhiều. Trần trần họ Trần. Trần dí xí Trần dí xí. Bác sĩ Trần hay là thầy thuốc Trần. Trần dí xí. Sảy ha khi sảy ha khi. Không có chi. Đừng khách sáo. Chầu có nghĩa là thì. Phai phai nhanh. Chầu phai chầu phai nhanh thôi. Chầu phai dậu chào phai dậu sắp có. Chỉnh xảo tẳng chỉnh xảo tẳng xin vui lòng chờ tí. Hữu hữu tốt được. Cói cảm ơn. Tó chè cảm ơn. Ní ní đây này. Chớn chớn tờ. Hầy hầy là. Dợt dợt thuốc. Tán tán đơn. Dợt tán đơn thuốc. Ní chớn tờ này. Chủng cùng chủng cùng tổng cộng. Chủng cùng hài chủng cùng hài tổng cộng là. Cõng bày đô Hồng Kông. Dì ba ẩm sập lục dì ba ẩm sập lục 256. Ní tù ở đây đây. Cỏ tù ở kia kia. Tó chè cảm ơn. Tó chè sai cảm ơn nhiều. Hà hạ. Chi chi lần. Hà chi lần sau. Lì thảy đến xem. Họ gì có thể. Tả tả đánh. Tiền quả điện thoại. Tả tiền quả tả tiền quả gọi điện thoại. Dừa dợt hạn trước. Hữu a được ạ. À, dạ được. Bye 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 chào tạm biệt. Choi kin chào tạm biệt. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc những câu cho quen. Chỉnh mành ngọ tí giật dậu mì. Chỉnh mành ngọ tí giật dậu mì. Xin hỏi thuốc của tôi có chưa? Chào pha dậu sắp có. Chỉnh xảo tẳng. Chỉnh xảo tẳng. Xin vui lòng chờ tí. Hữu mừng cói. Hữu mừng cói. Tốt cảm ơn.
Được, cảm ơn, hữu, mừng cói. Ní chớn, hài giật tán. Ní chớn, hài giật tán. Đây là hóa đơn thuốc. Chúng cùng hài dì ba ủng sập lục cõng bày. Chúng cùng hài dì ba ủng sập lục cõng bày. Tổng cộng là 256 đô Hồng Kông. Ní tù hài dì ba ủng sập lục mánh. Ní tù hài dì ba ủng sập lục mánh. Đây 256 đồng Hồng Kông. Tó chè. Tó chè. Cảm ơn. Hà chi lì lì thảy. Họ gì tả tiền quả dự dược. Hà chi lì lì thảy. Họ gì tả tiền quả dự dược. Lần sau chị đến khám có thể gọi điện hẹn trước. Lần sau anh đến khám có thể gọi điện hẹn trước. Hà chi lì lì thảy. Họ gì tả tiền quả dự dược. Hữu A, mùm cói. Hữu A, mùm cói. Được, cảm ơn. Bye bye. Chào tạm biệt. Bye bye. Chào tạm biệt. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe phần đàm thoại. Xin mời ngồi đi dược dậu mì. Châu pha dậu. Xin xảo đẳng. Hữu A, mùm cói. Lý chương hài dược tan. Chúng cùng hài 256 mân cộng bài. Lý đồ hài 256 mân. Đó chè. Hà chi lì lì thảy. Họ y đá điện hóa dù dạ. Hô à, mù coi. Bye bye. Bye bye.